Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay mình xin giới thiệu cũng như hướng dẫn chi tiết các anh em một con AI cực kỳ mạnh mẽ luôn, và thời gian gần đây mình sử dụng nó rất nhiều, và mình chắc chắn rằng sau khi xem video này, anh chị em có thể ứng dụng con AI này vào rất nhiều cái công việc hiện tại của mình luôn. Và hiện tại con AI mạnh mẽ này lại miễn phí luôn anh em. Nó tên là Rimina. Anh em thấy khắpkhách.com không? Cái con AI này nó chung hãng với hãng viết ra khắpkhách, mình bất ngờ với những gì nó đạt được. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nó bất ngờ như thế nào nha. Ok, đầu tiên anh em sẽ vào rimina.khapkhach.com. Anh em sẽ nhấn vào sign in. Chúng ta sẽ đánh dấu chọn vào sign up with khapkhach account. Sign in. Nó sẽ cho chúng ta đăng nhập bằng Google, TikTok, Facebook, email hoặc là khapkhach. Ở đây mình có khapkhach, mình đăng nhập khapkhach luôn. Và mỗi ngày chúng ta sẽ có được 300 credit luôn. Nó rất là thoải mái cho chúng ta sử dụng. Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng chức năng cho anh em nha. Chúng ta nhấn vào biểu tượng này nè và chọn ngôn ngữ. Đây có rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Rồi cơ bản đầu tiên là chúng ta có thể tạo ra hình ảnh. Chúng ta sẽ nhấn vào Image Generator. Chúng ta sẽ mô tả vào tấm ảnh chúng ta cần. Nó sẽ tạo ra hình ảnh. Đây là chức năng cơ bản đầu tiên. Anh em thấy giao diện rất là giống với Stable Diffusion không? Và nó sử dụng rất là nhiều model giá trị ở đây nè. Chỉ việc lên web mà dùng, không cần phải cài Stable Diffusion gì cho nó phức tạp, và cũng không cần cấu hình phần cứng thật là mạnh, thật là đắt tiền nữa. Rồi về cái chức năng tạo ra hình ảnh từ cái diễn giải đây, như hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng ChatGPT để tạo ra hình ảnh. Chẳng hạn như thế này, tạo hình ảnh một cô gái xinh đẹp trên cánh đồng hoa hướng dương thật đẹp ha. Thì như ChatGPT thì nó chỉ cho phép chúng ta tạo một tấm ảnh thôi, rất là giới hạn số hình tạo ra trong ngày nha. Cũng như là cái hình ảnh hiện tại thì nó là cái hình 3D như thế này nè. Một cái option tiếp theo là chúng ta thể sử dụng Copilot của Microsoft. Đây, nó tạo ra một cái em bé, và nó cũng sẽ rất là giới hạn cái số lần tạo ra miễn phí trong ngày luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có Rimina. Mình sẽ dán câu lệnh này vào Generate. Nó tốn chỉ có 5 credit thôi. Chúng ta còn nè, rất là nhiều credit. Và mỗi lần nó tạo ra cho chúng ta tới 4 tấm hình luôn. Chúng ta có thể chọn chất lượng hình ảnh ở đây, ratio, khung hình và độ phân giải. Chức năng rất là chuyên nghiệp, giống E-Stable Diffusion luôn. Rồi, lập tức chúng ta có hình ảnh ở đây anh em. Chúng ta thấy không? Nó nét lắm. Và chúng ta thấy là nó như hình chụp luôn. Là 4 tấm thì nó sẽ tăng độ tuổi lên từ dần dần nè. Độ nét cực cao luôn nè, màu sắc cũng rất là hài hòa, rất là tự nhiên, xóa phông nữa nè. Đó là cái chức năng cơ bản đầu tiên ha. Mình sẽ hướng dẫn anh em từ cơ bản đến nâng cao. Anh em có thể sử dụng Google Translate, Google Dịch để mình chuyển qua tiếng Anh nè. Create a beautiful image of a beautiful young girl in a sunflower field. Rồi chúng ta sẽ tạo thử. Với câu lệnh tiếng Anh thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Quá đẹp luôn. Đó, và ở trên đây thì chúng ta có thể là tạo ra video, edit trên canvas, upscale, nâng cái chất lượng lên, retouch in pen, vẽ thêm, expand cho nó nội suy, rộng ra, remove, xóa bớt, generate hoặc là viết lại, reform. Nâng cao hơn nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng tham khảo hình ảnh. Nó sẽ cho sẵn rất là nhiều ảnh để chúng ta sử dụng tham khảo. Chẳng hạn như mình chọn tấm này đi. Khi nhấn vào tấm này chúng ta sẽ thấy nó sẽ có form của tấm ảnh này nè. Film photography style, chụp theo phong cách phim ha. With a girl, brown hair, during a snow at night, low angle, medium shot. Nó sẽ diễn giải về cái bức ảnh này nè. Bây giờ chúng ta muốn sửa tấm ảnh này lại thì chúng ta sẽ thay đổi ở trong cái câu lệnh from ở đây. Chúng ta sẽ nhấn vào use from. Chúng ta sẽ sửa lại ở trong đây. Bây giờ mình không muốn trong tuyết đi. In the sunflower field. Ta nhấn generate. Nó cũng sẽ tạo ra 4 tấm ảnh chúng ta dựa vào những hình ảnh, dựa vào cái câu lệnh from có sẵn lúc nãy. Sau cái điều chỉnh nè, lập tức là nó dựa vào tấm ảnh lúc nãy để ra được 4 tấm ảnh chất lượng cao ở đây. Hai như hình này mình thấy cũng rất là đặc biệt nè. Nếu mà làm tay thì rất là cực. Dog baby. Đây, lập tức tay có những tấm hình rất là đặc biệt như thế này đây. Đó, chó nhỏ xíu như thế này luôn nè, chất lượng cực cao luôn ha. Rồi vậy đó là cách chúng ta tham khảo cái hình ảnh câu lệnh tạo sẵn. Tiếp theo chúng ta sẽ chức năng biến hình ảnh thành hình ảnh. Chúng ta sẽ vào Image Generator. Chúng ta sẽ nhấn vào chức năng Reference. Nó sẽ tham khảo cái tấm ảnh của chúng ta. Chúng ta sẽ nhấn vào Reference tham khảo nè. Rồi sẽ chọn tấm ảnh này ha. Open. Ở trên này có rất là nhiều chức năng. Object chọn đối tượng nè. Human face nhận diện khuôn mặt. Style phong cách. Edge cái phần khung, đến depth cái độ sâu khoảng cách xa gần á, boost tạo dáng. Ok, mình sẽ thử từng chức năng ha. Đây chọn vào object, lập tức là nhận diện thấy đối tượng của mình nè và xe nè ha. Rồi nhấn save. Bây giờ thì mình sẽ diễn tả để mình đến cái vùng đồng quê đi. In a sunflower field. Rồi generate, rất là đẹp và tự nhiên luôn ha. Đó, nó đưa mình về xe nè, trên cánh đồng như thế này. Chúng ta chưa hài lòng, chúng ta muốn thì cũng có thể nhấn vào đây nó tạo lại. Bây giờ mình dùng cận cái khuôn mặt vô đi. Chúng ta sử dụng một cái hình ảnh khác. Chẳng hạn chúng ta dùng hình ảnh nhân vật nổi tiếng này nha. Chúng ta muốn xóa hình này thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Rồi bây giờ chúng ta nhấn Preference, bỏ khuôn mặt này vào. Chọn Object đối tượng nè, Save.
Rồi chúng ta cũng thực hiện giống như lúc nãy. Nếu mà chọn đối tượng thì nó sẽ bê nguyên cái khuôn người này vào luôn, chưa đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thử chọn mỗi khuôn mặt thôi. Adjust Human Face, nhận diện khuôn mặt nè. Rồi Save, Generate lại. Đây, rất là xuất sắc luôn nè nha. Thay vì như thế này, bây giờ nó sử dụng khuôn mặt nó bỏ vào đây. Chúng ta sẽ có những hình ảnh của khuôn mặt này được ghép vào trong ảnh. Rất là tự nhiên luôn nè, chất lượng rất cao luôn ha. Rồi tương tự thì chúng ta sẽ cho nó tham khảo style, phong cách đi. Với phong cách như thế này thì nó sẽ generate cái gì đây? Nó sẽ tham khảo cái phong cách của cái tấm ảnh này. Và tấm ảnh này nó bệt bệt trắng trắng như vậy ha. Đó, thì nó sẽ lấy cái phong cách này để bỏ vào. Cũng có hướng dương nhưng mà cái phong cách như vậy. Rồi mình sẽ thử thay khuôn mặt của mình vào đây xem như thế nào. Ta remove đây đi. Xóa tấm ảnh này. Chọn reference lại. Sẽ chọn human face, nhận diện ra khuôn mặt của mình nè. Rồi bỏ vào. Đây có rất là nhiều nét giống mình luôn nha. Bây giờ mình thử đổi thành John Boy để xem nó tham khảo khuôn mặt mình nó vẽ ra được cái gì đây. Và đây, thật sự này nó rất là có nhiều nét giống mình lúc nhỏ nha. Nhất là cái tấm này nè, cực kỳ giống luôn. Thử đổi thành John Man. Generate. Ok, chúng ta đã có như thế này. Rất là nhiều nét giống rồi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ thử test nó sử dụng cái style này, cái phong cách của tấm ảnh. Đây, tham khảo phong cách thì chúng ta sẽ có như thế này. Chủ yếu là nó tạo ra cái phong cách nè, mặc quần jean nè, áo sơ mi trắng nè. Và cái màu sắc á, cái cách blend màu nó cũng giống. Chúng ta sẽ thử cho nó tham khảo những cái viền edge. Vì tham khảo cái viền nó vẽ được chúng ta ảnh như thế này. Đây, cách tham khảo anh em thấy không? Cái cách đứng nè, cách khoanh tay, cái hướng đứng giống vậy luôn. Cái tư thế của chân nữa nè, để nó tham khảo nó vẽ ra một cái tấm ảnh khác. Ta hiểu ý nghĩa của nó ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến depth, khoảng cách xa gần. Đây thì nó nhận diện ra được mình đang đứng ở gần nè, rồi đến cái bụi cây nè, rồi đến phía sau xa nè, cái khung này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nó generate như thế nào. Nó tham khảo này để cho chúng ta khoảng cách xa gần, rất là hay ha. Người gần cận bên nè, rồi ở đây là xóa phông nè, có cái bụi cây ở đây, bụi cây gần hơn, rồi ở đây khoảng cách xa ra, rất là hay luôn. Rồi cuối cùng là pose, cái tạo dáng, nhận diện ra được cái dáng đứng của mình nè. Chúng ta xem thử nó cho kết quả như thế nào đây. Chúng ta sẽ có cách tạo dáng như thế này, quá xuất sắc luôn. Mình sẽ thử tùy chỉnh lại cho nó đứng trong một đám người luôn nha. Cái khuôn mặt này, for beautiful girl, a family in a sunflower field, cho nó tạo ra một nhóm người xem như thế nào. Thật sự mình thấy những hình ảnh này chất lượng rất cao và cực kỳ giống với ảnh chụp. Nếu chúng ta muốn tạo ra ảnh 3D, ảnh hoạt hình thì nó vẫn tạo ra được. Đó, có khuôn mặt của mình nè và những cái khuôn mặt khác. Đây, vẫn có khuôn mặt của mình trong đây ha. Quá xuất sắc luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái ứng dụng anh em sẽ sử dụng rất nhiều luôn, đó chính là tạo poster. Chúng ta cũng sẽ sử dụng chức năng tham khảo hình ảnh này nè. Ví dụ đi, mình tìm một cái poster mình thấy là đẹp và mình muốn đưa cái sản phẩm của mình vô. Đây chẳng hạn mình thấy poster này đẹp nè, rồi mình sẽ lưu ra. Nó sẽ giúp chúng ta rất là đỡ mất thời gian phải tạo thủ công. Rồi đây mình có tấm ảnh nha. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào reference để nó tham khảo như lúc nãy. Ta chọn vào tấm ảnh. Rồi để tạo poster thì chúng ta sẽ chọn chức năng là edge nha. Bây giờ nó sẽ nhận diện đường viền của những đối tượng này. Đó, nó nhận diện được nè, núi phía sau nè, cái chai nước ha. Rồi nhấn save. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào. Bây giờ mình muốn là bottle, chai nước with sunlight đi. Mình muốn ánh sáng, từng cái yêu cầu chúng ta phải ra high quality, chất lượng cao. Rồi mình xem nó sẽ cho mình được kết quả như thế nào. Generate. Chúng ta nhập tiếng Việt cũng được nha. Lập tức là chúng ta đã có những cái poster như thế này, với phong cách nó cũng có núi phía sau ha. Quá đẹp luôn. Chúng ta không cần phải chụp ảnh, không cần phải Photoshop. Tích tắc chúng ta đã có những tấm ảnh chất lượng rất cao, rất chuyên nghiệp như thế này. Theo cái bố cục của cái tấm ảnh tham khảo nè, đứng ở trên đây ở phía sau. Đây nó cũng đứng trên cục đá nè. Đây nó đứng trên mặt nước, có văng nước lên nữa nè. Ở phía sau có núi. Đây phía sau cũng có núi, đặt trên gốc cây. Sau là cũng có bố cục như vậy. Rồi bây giờ là chúng ta đặt cái sản phẩm của chúng ta vào đây ha. Chẳng hạn chúng ta ưng ý tấm này đi. Chúng ta muốn đặt cái sản phẩm chúng ta vào đây thì ở dưới nó sẽ có công cụ nè, Edit on Canvas. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa cái chai này đi ha. Chúng ta sẽ nhấn vào Remove và bắt đầu tô cái đối tượng này. Chỉ cần tô đại khái cho nó xác định thôi, chứ cũng không cần phải tô chính xác như Photoshop thủ công ngày xưa nữa. Bây giờ là thời đại của AI rồi, nó đã thông minh rất là nhiều rồi. Nó đã giúp chúng ta thoát khỏi những cái thao tác thủ công rườm rà mất thời gian rất là nhiều rồi. Đó, chúng ta chỉ tô những cái đường cơ bản, không cần chính xác đâu. Đó, để muốn nói cho nó biết rằng là chúng ta muốn bỏ cái chai này đi. Rồi bây giờ mình nhấn Remove. Rồi cái chai lập tức biến mất ha. Chúng ta sẽ nhấn Done để lấy khung cảnh này thôi. Giờ chúng ta sẽ làm việc tiếp theo là upload cái hình của chúng ta lên. Chẳng hạn như mình có hình một sản phẩm này đi, nó đang có cái nền ha. Xóa cái nền này đi, mình nhấn vào Remove Background.
cũng sử dụng AI để xử lý, không cần phải thực hiện thao tác thủ công như ngày xưa nữa. Đó, nó nhận diện ra được nè. Rồi chúng ta nhấn vào Remove Background. Ok, chúng ta sẽ nhấn Done, tách nền đã được rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo sản phẩm chúng ta lớn lên, để vào đây là xong. Lập tức là chúng ta đã có được cái poster cực kỳ nhanh chóng luôn. Ok, một cái chức năng tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu đó anh em, đó là chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cũng như biến đổi những cái vật thể trong ảnh một cách rất là nhanh chóng. Chẳng hạn mình muốn tạo một hiệu ứng đặc biệt đi, mình đổi màu, đổi kiểu dáng cho cái tháp pizza này. Chúng ta sẽ ra trang chủ ha, anh em sẽ chọn vào Canvas Editor, chúng ta sẽ nhấn vào Upload Image để tải ảnh lên. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào Image to Image ở phần From này nè. Mình muốn nó là Melt Ice Cream Macaron Color Tower, biến thành như cái bánh macaron này nè. Rồi mình sẽ nhấn Generate. Ok, lập tức là tháp pizza chúng ta đã được biến thành cái bánh như thế này nè, rất là đẹp luôn. Những cái tòa xung quanh nó tạo thành cái hình ảnh cái bánh như thế này nè. Bây giờ mình cũng giữ lại mỗi tòa nhà này thôi. Chúng ta sẽ nhấn vào Remove Background, chúng ta sẽ nhấn vào Quick Select và chọn vào đúng cái tòa nhà này thôi. Đó, những chi tiết còn lại nó sẽ xóa, nó nhận diện ra hết nè, hay ghê luôn. Ta nhấn vào Remove Background. Rồi, Done. Lập tức là chúng ta đã có nè một cái hình ảnh rất là đặc biệt, cái bánh macaron tháp pizza còn xung quanh nè vẫn còn giữ lại, chỉ qua một vài thao tác rất là đơn giản, ra lệnh cho con AI thực hiện thôi, không cần phải làm thủ công như ngày xưa. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em tạo những hình ảnh logo rất là độc đáo luôn. Chúng ta cũng sẽ nhấn vào Canvas Editor, ta nhấn vào Upload Image, rồi mình sẽ chọn vào logo của mình đi ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn Image to Image, hay như mình nhập vào Toy on the Table High Quality Detail. Đây, lập tức là nó tạo ra cho mình cái logo với cái miếng vải được may như thế này ha. Rất là hay luôn. Giờ mình thử đổi kiểu khác. Still on the board in the middle of the row, high quality detail. Rồi, lập tức là chúng ta đã có một cái chiếc lá vác đúng theo hình logo của mình. Rất là đẹp, nét luôn. Dạng như vậy thì anh em có thể tạo ra được những cái logo đặc biệt, tùy logo của mình rất là đặc biệt luôn. Ok, và đó là những chức năng liên quan tới hình ảnh của con AI cực kỳ hay, mình đánh giá rất cao, đến từ nhà phát triển phần mềm khắp khách. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip, chúc các anh em thành công và kiếm được thật nhiều tiền từ những nội dung AI. Anh em nhớ subscribe kênh YouTube của mình để đón xem những tin tức cũng như kiến thức công nghệ tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.